Theo tin của đài BBC, Tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte theo kế hoạch sẽ thăm Campuchia vào hai ngày 13 và 14 tháng 12 tới đây để bàn việc thúc đẩy quan hệ hai bên với Thủ tướng Hun Sen. Trong quá khứ, cả ông Duterte và ông Hun Sen từng bàn luận về việc phòng chống ma túy, kinh tế và quốc phòng. Campuchia được xem là một trong các nước thân hữu của Philippines khi có những chính sách ngoại giao tương đồng trong việc nghiêng về Trung Quốc. Trước đây, thì ông Duterte từng đến Việt Nam để thảo luận thương mại với Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai có các khác biệt về cấp tích cực trong lĩnh vực Biển Đông. Bên cạnh đó, thì Việt Nam từng ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc về việc bành trướng tại Biển Đông lên tòa trọng tài quốc tế.